Hôm nay Huyền ra chợ, Huyền thấy được mớ mực ngon mọi người ơi. Vậy là hôm nay Huyền mua về, Huyền chuyển món mực hấp gừng luôn nha. Mực thì Huyền cũng đã rửa sạch trong ngoài, bây giờ Huyền mang đi hấp luôn nha mọi người. Huyền sẽ cho bạc xả và gừng lên nha mọi người. Rồi Huyền cũng cho mực lên và Huyền hấp luôn. Huyền cho lên đây nha. Sau khi Huyền bỏ hả mực vô rồi thì giờ mình cũng nấu mực luôn nha mọi người. Huyền sẽ hấp trong vòng 15 phút nha. Sau khi mực Huyền đã hấp được 15 phút thì giờ Huyền cũng bỏ hành lên. Dạ rồi Huyền sẽ mang ra Huyền trưng bày luôn nha mọi người. Thì mời quý cô chú anh chị cùng ăn với Huyền nha. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền cùng với gia đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có mua được một vài chà Huyền hấp lên. Thì mời quý cô chú anh chị mình ăn chung với Huyền nha. Đầu tiên Huyền khoe chén nước chấm của Huyền chứ nha mọi người. Hôm nay Huyền không muối tiêu. Dạ Huyền sẽ bắt chanh vô nha. Dạo này á hả Huyền lo đề co cái chỗ live stream của Huyền á mọi người, nên là Huyền á hả ít ra video. Quý cô chú anh chị thông cảm với Huyền nha. Đầu tiên Huyền sẽ ăn mực trước để Huyền để đây cho quý cô chú mình cũng coi nha. Dạ đầu tiên Huyền ăn mực trước thì mời quý cô chú anh chị cùng ăn mực với Huyền nha. Đầu mực nè, họ quết lên mọi người. Mực nó tươi. Bé giòn lắm mọi người, vừa giòn vừa ngọt lắm. Và quyện chung với muối tiêu nữa, mặn mặn ngọt, ăn đã lắm mọi người. Bản thân Huyền á, mình thấy đó, một con là mùa nóng rồi nè, mình ăn gì cũng không ngon mà hấp nữa. Ê, Huyền chuyển luôn. Mình đưa ra tôi có dòng sữa sữa không luôn. Mình con gái chứ mà Huyền ăn này phải ăn này nè mọi nó ngọt nó ngon lắm. Giòn. Huyền không biết mọi người đó, hả cho con mực mọi người thích ăn gì nha. Cái bản thân Huyền không, Huyền thích ăn phần đầu mực nhất. Ăn khôn hơn người ta không? Dạ tiếp theo Huyền ăn tới con mực nha. Hôm nay á hả Huyền mua được hai con mực. Có bự cho bá luôn. Cái Huyền thấy người ta bán Huyền mua về Huyền quay cho quý chú anh chị mình cùng coi luôn. Chứ ở Bình Dương dễ gì Huyền kiếm được mực bự vậy mọi người ơi. Ở bên đây Huyền mới thấy á. Mực thì tươi dữ lắm mọi người. Huyền thích ăn nguyên bản như vậy. Ăn phê gì đâu. Giờ từ bữa giờ Huyền cũng nói á, là Huyền á hả có mở một cái shop bánh tráng. Từ hôm bữa tới giờ mình cứ ra để qua tới đồ coi vui. Nhưng hôm nay cũng hoàn thiện rồi mọi người. Đứa con tinh thần của mình nó cũng đã chỉnh chu rồi. Rồi hôm nay á mình đã bắt đầu khai trương, chính thức khai trương nha mọi người. Cũng như là Huyền cũng hẳn nhận hàng rồi. Về kênh TikTok của Huyền á thì là kênh cô 2 phút nha. Nếu quý cô chú anh chị mình á có muốn đặt hàng á, có chỗ hàng ở bển
người mua ủng hộ liền nha. Ngày xưa phụ nữ mình á có ước mơ cũng không dám làm, nó cũng không dám nói. Nhưng thời giờ khác rồi mọi người ơi, phụ nữ mình có thể làm những gì mà phụ nữ mình muốn. Và cũng nói được những gì mà mình đã hả cảm thấy mình không thích. Vì á, cảm thấy là mình rất may mắn khi được sinh vào thời này. Như leo ngọt lắm mọi người. Muối tiêu Huyền cho có một trái ớt à, mà nó cay quá. Hôm nay Huyền lại uống nước lọc mọi người ơi. Cái ngưỡng tuổi 30 như của bản thân Huyền và một số hả những người đang tầm tuổi của Huyền á, bây giờ sẽ đang rất là khó khăn. Theo bản thân Huyền nghĩ lắm, mình cứ cố gắng thôi mọi người. Giai đoạn này á, nếu chúng ta không vượt qua được á thì tầm ít tuổi nữa sau này chúng ta sẽ càng khó đi hơn. Nên là bây giờ 30, chúng ta có ngoài 30 một chút xíu thì hãy cố gắng lên. Vì á mình bước đi trên đường mà càng nó khó khăn thì khi lớn lên á mình sẽ càng có kinh nghiệm nhiều. 30 bắt đầu chưa phải là muộn mà. Thật sự bản thân Huyền lúc Huyền đã bắt đầu từ lúc mà Huyền mới có, nhưng mình cũng kể mọi người á, Huyền bắt đầu từ lúc mình mới 16 tuổi rồi đã bắt đầu rồi. Nhưng mà Huyền đã bị thất bại và bây giờ á Huyền sẽ bước đi lại nha mọi người. Huyền không bỏ cuộc tiếp gì á, khi Huyền ngã đó thì Huyền có được bài bài học cho bản thân Huyền, là Huyền không nên như vậy nữa. Huyền sẽ làm tốt bản thân Huyền hơn. Mực nó to mà người bị ăn đã lắm nè, để mình cắt ra cho quý cô chú anh chị mình xé ra cho mọi người coi nha nè. Ừ, thấy không, mực to nó dày cỡ mà bị ăn phê lắm. Hôm nay á phải mua chỗ này á lạ hả, hơn 1 ký một xíu rồi mọi người. Mình làm á cực khổ, thế là lâu lâu mình cũng phải tự thưởng bản thân mình một chút xíu để làm động lực có sức khỏe để mình làm được nhiều hơn mọi người. Và bản thân Huyền á thì luôn tin vào điều đó. Huyền lúc cũng là mình ngã ở đâu mình đứng lên ở đó mọi người. Cháu nhà Huyền hơi ồn, quý cô chú anh chị thông cảm cho Huyền nha. Được rồi, có tươi mát dễ sợ. Mùa hè này à, mà mình nó hẳn ăn được những món hấp này còn gì bằng, nó mát
Chứ mà chờ thời tiết này mà thêm ăn hả, chiên ăn nướng cái nữa sao nổi. Ngon lắm. Mình là phụ nữ. Mình cũng hãy cố lên mọi người. Mọi người có đi chơi TikTok á, mà còn có lướt qua thấy hay Huyền á. Mọi người ủng hộ đứa con tinh thần cho Huyền nha. Huyền có đi nhập thêm hàng để về á hả, chuyên về ăn giặt. To với nó dậy ăn hết cho mọi người. Mọi người muốn ăn hải sản mà không tanh á, mọi người cứ cho gừng vô giống Huyền nữa, còn nước sôi mọi người bỏ vô thế quý cô cho anh chị mình sợ dai á, mình hấp trong vòng 10 phút thôi mọi người là vừa chín tới. Ăn rất là ngọt, còn cái vị ngọt của mực cũng như gà hả, mực cũng vừa chín luôn. Và tiếp theo thì ăn tới cái động mực tiếp nha. Không được nhà mình mua được hả, còn á hả tươi trọng luôn á mọi người, bởi ăn ngon. Rồi ăn được đó hả, hết một con mực với thêm cái đầu mực nữa là mọi người thấy no đó. Video của Huyền đến đây cũng đã kết thúc rồi. Huyền xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video của Huyền. Nếu như mọi người có yêu thương Huyền, mọi người hãy cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút like cũng như là một nút chia sẻ nha. Trong video nếu như Huyền có chỗ nào chưa hoàn chỉnh, mọi người hãy comment ở bên dưới để Huyền có thể chỉnh sửa được nha mọi người. Dạ, Huyền xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video vào ngày mai. Xin chào tạm biệt.